Lớn lên một chút thì lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, kiếm tiền để lo cho con, rồi dựng vợ gả chồng rồi thì bây giờ chăm cháu. Nhưng mà vì mình bận, mình không có điều kiện mà mình đã phải nhờ ông bà. Thì đã nhờ thì cũng phải tử tế chứ, phải bỏ qua sông thì phải lụy đò. Thế nhưng mà bố mẹ thì nói là uốn cây thì phải uốn từ non 3 tuổi mà không đưa vào nền nếp thì sau này không thể uốn tiếp được nữa. Cho nên là đừng ai nói rằng là đây là một thú vui, đây là một nghĩa vụ và trách nhiệm rất lớn. Nên xã hội còn lo các cô mầm non cũng phải học được đào tạo để mà chăm sóc dạy dỗ chứ đâu có phải là cứ bản năng mà được. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Người Có Tuổi. Vâng, và thưa quý vị, từ xưa tới nay thì có một tâm lý đó là mẹ chăm con không bằng bà chăm cháu cũng đã vô tình trở thành một quy luật bất thành văn trong các gia đình Việt Nam và là sự ràng buộc giữa ba thế hệ. Và chương trình của chúng tôi thì cũng đã nhận được rất là nhiều thư từ cả hai thế hệ gửi về với chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện về chủ đề đó là người có tuổi nên thăm cháu hay nuôi cháu. Và hãy cùng trò chuyện cùng với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Vâng ạ, và xin được chào anh ạ. Vâng, xin chào Bích Thảo, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình, xin chào tất cả các bác, những anh, những chị mà đang tạm gọi là người có tuổi đúng không? Vâng, một chủ đề rất là hợp và thật ra thì tôi năm nay cũng là ở lứa tuổi của các bác, các anh chị cũng gọi là người có tuổi rồi ạ. Và chủ đề này thì cũng có lẽ là không chỉ nói với các bác, anh chị mà cũng nói cho tôi nữa. Thế với bản thân anh Đinh Đoàn thì có dành thời gian để việc chăm sóc các cháu như thế nào ạ? Vâng, thật ra thì người Việt Nam có một cái câu mà từ trước giờ vẫn cứ truyền tụng lại là dây bầu thì mang quả bầu. Mỗi một con người lúc còn trẻ thì lo lắng cho con cái, lớn lên thì lại chăm lo cho cháu cháu. Những người lớn tuổi thấy mình mệt quá, mình vất vả quá, mình chẳng còn lúc nào thảnh thơi. Còn bé thì nó vất vả là hỗ trợ làm việc nhà giúp bố mẹ. Lớn lên một chút thì lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, kiếm tiền để lo cho con, rồi dựng vợ gả chồng rồi thì bây giờ chăm cháu. Đôi khi mình quên cả cái bản thân mình. Mình già đi, mình ốm đi, không có quyền được ốm nữa cơ. Hay ốm nhưng mà nhà hai đứa con, hai đứa cháu, bố mẹ nó thì đi làm cả, nó vứt cho mình trông từ sáng đến tối. Gặp được những cái người con mà có ý thức một chút, nói rằng là thôi, đáng lẽ cái việc mà chăm sóc nuôi dạy con là của bố mẹ, tức là của chính mình đấy. Thế nhưng mà vì mình bận, mình không có điều kiện mà mình đã phải nhờ ông bà. Thì đã nhờ thì cũng phải tử tế chứ, phải bỏ qua sông thì phải lụy đò, nhờ được những việc gì chứ không phải khoán trắng. Cũng nhiều bác cũng đã kể lể với tôi rằng là khổ quá, bây giờ nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi cũng có, cũng chả biết làm cái gì, chăm con, chăm cháu. Nhưng vợ chồng nó cậy là anh chị có tiền, nó cứ bảo rằng là ông bà rảnh rỗi muốn làm gì làm, đây nó cho con đi nhà trẻ tư hay nó đi học trường quốc tế, mà toàn những trường đắt tiền chứ tốn kém như thế mà chúng nó cũng chẳng biết tiết kiệm gì cả, xong cứ phàn nàn là mình không được chăm cháu. Thế thì tôi cũng hay chia sẻ thế này, mình cả đời vất vả rồi, may mắn là mình còn sức khỏe, chứ vài năm nữa thôi khi mình có muốn đi đâu cũng sẽ chả đi được nữa, khi sức khỏe nó suy giảm đúng không? Mình đi đâu đấy chơi, đi du lịch, thậm chí về quê đi tìm lại những cô bạn cũ, những cậu bạn cũ ngày xưa, khởi lại cái lớp họp đồng môn đồng ngũ, tập thể dục thể thao một tí cho nó vui. Các chị em phụ nữ thì tham gia những lớp lại dân vũ rồi nhảy aerobic, thậm chí ra công viên mà buôn chuyện với nhau ở đấy cũng vui mà. Việc gì mình phải ôm đồm những cái việc mà con cái nó không nhờ. Thế và cái người khôn đấy chính là cái người mà nên lựa chọn là chỉ ra tay, chỉ giúp con khi con có lời nhờ. Và chỉ là giúp thôi. Mà giúp là giúp cái gì thì nói rõ. Chứ không ôm nhận là để con đấy ta nuôi cho. Rồi được khoán trắng từ đầu đến cuối. Không phải lúc nào mình cũng chu toàn được. Có lúc sơ suất ra, kính không bỏ phiền. Lời cảm ơn chưa được, nhưng mà nếu có chuyện gì mà xảy ra là việc đầu tiên là sẽ trách móc. Mà không lẽ lúc ấy rồi dặn dỗi với con à. Chẳng may trẻ con đứa nào nó trẻ nghịch, leo trèo xong nó đập cái đầu nó hay nó va vào cái tường hay là nó sứt cái ngón tay, bố mẹ nào cũng xót con, về thấy thế thì chút giận sang ông bà, ở nhà có mỗi việc ấy mà trông cháu để cháu thế này, chẳng nhẽ lại không nhờ. Lúc ấy thì mình làm sao, mình thấy mình dại quá. Thế mà có những ông bà nội rất là khéo, ông chọn lựa cái hình thức là thôi cứ kệ, chúng mày chăm nuôi thế nào thì chăm nuôi. Hôm nào ốm đau mà cần nhờ hoặc là nhà trường nó nghỉ thì đưa đây tao trông. Còn lâu lâu tuần, hai tuần ông bà sang thăm cháu, có chút quà cho cháu vui lắm. Cháu chạy ra, ôi ông bà nội, ôi ông bà ngoại, xong rồi thậm chí chỉ chơi một tiếng thôi, xin phép ông bà phải về. Các cháu là cứ túm lấy chân ông bà, ơi ông ở thêm chơi với cháu, có thấy nó vui không? Nhưng hãy nhớ một cái câu rằng là con người ta xa thì thơm, chứ gần thì không thơm nữa. Cho nên là mình
mình giữ lại những khoảng cách nhất định với con với cháu để tránh những cái mâu thuẫn không đáng có. Và cái người mà dễ bị tổn thương, dễ bị gọi là tự ái, dễ khổ, nghĩ cả nghĩ là chính là mình có tuổi. Con cái đôi khi nó tức lên nó cứ nói vậy thôi xong nó quên, nên mình cứ ấm ức cả đêm không ngủ được, bực mình với cô con dâu. Mình đã làm, mình trông con cho nó, hầu nó không xong, nó chả bao giờ nó mua được đồng quà tấm bánh, một đồng tiền nó không đưa mình, còn lấy cả lương hưu của mình mua sữa cho con nó. Nó có biết đấy là đâu. Thế mà rồi nó còn thế nọ, thế rồi còn thế kia. Thế có phải mình dại không? Dạ vâng ạ. Và trong cái câu chuyện mà chăm cháu thì cũng có rất là nhiều mâu thuẫn, bởi vì mỗi một thế hệ đã có những cái quan điểm rất là khác nhau rồi. Nhiều khi là bố mẹ sẽ có những yêu cầu dành cho con, cho cháu của mình. Và nhiều khi là bố mẹ sẽ có những cái kỷ luật dành cho con, thế nhưng mà với ông bà lại chiều, thì vô hình chung là sẽ lại tạo nên một cái việc rất là khó khăn trong việc nuôi dạy cháu. Vậy thì quan điểm của anh Đinh Đoàn cũng như là lời khuyên của anh dành cho các ông bà cũng như là các bố mẹ sẽ là như thế nào? Rất đúng đấy ạ, bởi vì giữa hai thế hệ đã rất là khác nhau trong cái việc mà nuôi dạy con. Ông bà thì luôn luôn nói là nó trẻ con nó biết gì. Thế nhưng mà bố mẹ thì nói là uốn cây thì phải uốn từ non, 3 tuổi mà không đưa vào nền nếp thì sau này không thể uốn tiếp được nữa. Mới có 3 tuổi vừa học tiếng Việt, bố mẹ nó cho học tiếng Anh, đã học thêm học nếm tiếng Anh mà còn để cho con được tiếp xúc, nó mở rộng, nó tự tin. Chứ chẳng phải là cứ biết tiếng Anh là phải đi Tây đi Mỹ. Nhưng mà ông bà thì ôi giời ơi, tiếng Việt còn chưa sõi lại còn sĩ diện, tiếng Anh dễ thường nó học xong nó đi được Mỹ đấy. Mục đích học tiếng cũng phải để mà con nó được tương tác với các bạn và nó tự tin. Hay là ngược lại thì hiện nay trẻ con nó ít ra ngoài môi trường và nó hay ôm điện thoại với tivi, cho nên những người các bậc bố mẹ là cũng hay rất là nghiêm khắc trong việc là không cho con nghịch điện thoại, không cho con xem nhiều tivi. Nhưng mà nếu bố mẹ đi vắng là nhà ông bà là hay chiều lắm, ngoan là ngồi đây thì bà bật tivi cho mà xem. Mà bởi vì khi bật tivi lên nó dò hết kênh nọ đến kênh kia và nó không chạy long quăng thì bà đỡ mệt. Chứ mà nếu mà để nó chơi tự do thì lại xong rồi cứ phải liên tục nhìn không. Tốt nhất là cứ bật cho nó cái tivi đấy, xem gì kênh gì thì kênh. Thế là triền miên, ngủ trưa cũng chả ngủ trưa, còn xem nốt hoạt hình với siêu nhân. Thế là gì bố mẹ về biết là cũng sẽ thắc mắc. Kể cả trong chuyện ăn uống cũng thế. Cái thế hệ trẻ bây giờ nó nuôi con chúng nó khác lắm. Ăn này uống thì uống sữa công thức, sữa Mỹ hàng mấy triệu bạc một hộp sữa. Nhưng nó không chiều con, nó không cho uống Coca, Vim Bim Bim, ăn những kẹo mút vớ vẩn. Nhưng ông bà thì bảo, trẻ con nó phải ăn tí quả vặt, nó phải thích. Cứ đi đâu cũng có cái kẹo kiếc giấu giấu giếm giếm về cho con đứa cháu. Gần đến lúc ăn cơm rồi dí cho cháu một cái kẹo mút với lại cốc Coca, một lon Coca. Thì đến bữa chính nó không ăn được nữa. Vậy là nó thiếu dinh dưỡng. Nói chung khác nhau rất là nhiều. Không phải là ông bà nào cũng lạc hậu. Nhưng mà người ta cũng nói một câu, nó cũng không phải vơ đũa cả nắm, là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đôi khi ông bà cũng có ý chiều thật. Mục đích của ông bà là để cho nó yêu mình, nó gần gũi mình. Ông bà sợ nhất là cô đơn mà. Đôi khi là có cái tiểu xảo để mua chuộc các cháu nữa cơ. Ê nha, bảo mẹ là chủ nhật tuần sau lại đưa sang bà, nó sang đây thì bà lại cho cái nọ mà cho cái kia. Thật ra là tôi thấy điều ấy không được. Cái người hại nhất chính là cháu mình. Và rồi các con đôi khi nó thấy bố mẹ có những quan điểm không đúng ấy, nó cũng ngại, nó tránh va chạm, thì nó lại nghĩ cách này cách khác, nó ngăn cản, nó nhắc rằng là không được nghe bà nhá, bà nói thế là bà sai. Rồi hôm sau nó lại mách đấy, bố cháu bảo là bà như thế là bà hư, bà thế là bà sai, là rồi lại bù loa lên. Trong cái trường hợp trẻ con xác định nuôi dạy con như thế nào là việc của bố mẹ, vì bố mẹ nó là cái thế hệ này, còn mình là của thế hệ cũ. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ với đời rồi, mình nuôi con mình từ cái thời bao cấp đói khổ cơ. Rồi bây giờ là mình tự hào việc là đã dựng vợ gả chồng cho các anh các chị như thế thôi. Còn bây giờ đến thế hệ này là mình lạc hậu thật sự đấy. Mà đã lạc hậu thì mình phải biết né sang một bên để cho chúng nó nuôi con nó thế nào thì kệ nó. Vâng ạ. Và vậy thì với cái việc mà ông bà không chăm nuôi cháu thì theo anh thì nó có bị tác động đến cái việc, ảnh hưởng đến cái việc tình cảm giữa ông bà với các cháu không ạ? Nếu như con cái nó khó khăn, nó phải đi bươn trải kiếm sống, mà con ở nhà lang thang mà mình không chăm thì không nỡ. Cái trường hợp thì chắc chắn là đúng dây bầu phải mang quả bầu.
Thế còn những trường hợp gia đình của con cái nó có điều kiện, nó không nhờ mà mình cứ vơ vào, mình cứ đòi rằng là phải để đấy tao chăm vì nó là cháu tao, rồi tao rảnh rỗi, rồi tao phải được thế nọ thế kia thì không nên. Đó. Cũng đừng có vì rằng là tôi đã nói rồi mà, xa thơm thì gần sẽ không thơm nữa. Đôi khi ở gần nhau, thỉnh thoảng đến thăm nhau lại duy trì mối quan hệ tốt hơn rất là nhiều. Là cái việc mà sống chung một nhà, sống trong một nhà sau để chăm cháu hàng ngày, nó sẽ có những cái va đập, rồi nó có những cái bực bội, có những mâu thuẫn, khiến cho cái tình cảm đôi khi lại sứt mẻ đi. Chúng ta cứ để ý mà xem, nhà có hai cô con dâu, một cái cô con dâu mà ở sát với bố mẹ chồng ấy, chăm sóc ăn uống bữa cơm bữa nước đủ kiểu hầu hạ thì chả được cái lời khen lời quý nào đâu. Nhưng cái cô con dâu mà nó ở tỉnh ấy, thỉnh thoảng có giỗ có Tết nó về nó thăm một tí, nó quần là áo lượt, nó ngồi đấy như bà hoàng ấy, nhưng nó cho 1-2 triệu. Ôi rồi quý lắm, đi khoe khắp làng ấy. Dâu thứ hai đấy, nó cũng có hiếu lắm ấy, đợt vừa rồi về nó cho. Thế rõ ràng là cái việc tình cảm giữa ông bà với bố mẹ, giữa người với người, không phải việc ở chung hay không ở chung, mà là ở cái sự quan tâm và điều tiết cần thiết. Chứ ở chung mà để gây mâu thuẫn thì chính là đấy là một cách mà tình cảm ông bà con cháu xa lìa. Dạ vâng ạ. Và như ở đầu chương trình thì cũng có cái chia sẻ của một bạn trẻ, đó là trách móc với bố mẹ mình khi mà không chăm cháu, thì quan điểm của anh dành cho vấn đề này là như thế nào ạ? Với các bạn trẻ, tôi nghĩ rằng cái lời trách móc ấy là hơi vô lý. Bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ của mình không có nghĩa vụ phải làm từ A đến Z liên quan đến con mình. Còn mình nhờ đến đâu thì mình phải nói rõ. Ví dụ như là con chỉ nhờ ông bà là sáng thì chúng con phải đi làm sớm, cho nên là ông bà dậy sớm rồi cho cháu ăn sáng hộ xong. Một đứa đi mầm non, một đứa đi tiểu học. Chiều thì nhớ là 4:30 thì ông đón đứa tiểu học về, bà đón đứa mầm non về. Thế còn nếu mà muốn nhờ là ông bà tắm chúng con hay về khuya về muộn, sợ là muộn rồi lạnh rồi tắm nó không hợp, thì ông bà về xong rồi tắm cho cháu giúp con, thế cũng sợ con về muộn. Thỉnh thoảng phải có lời động viên khen ngợi, không được ăn thịt ăn xôi thì cũng phải được lời nói cho tôi bằng lòng ấy. May quá ở nhà mà không có ông bà thì chúng con cũng biết xoay dở thế nào. Tiền để mà gửi con nhà trẻ tư bây giờ thì đắt lắm, thế mà để các cháu lang thang thì cũng tội. May quá có ông có bà đấy, hai đứa này là sướng nhất ấy, ở nhà với ông bà yên tâm từ sáng đến tối. Được như thế thì ông bà có mệt thế chứ mệt nữa cũng sẽ cố gắng tiếp, đúng không? Khi mình chưa độc lập được, mình đang phụ thuộc ấy, thì mình cũng phải biết nhún nhảy chứ, đúng không? Phải có che có chắn, đi xa về gần, đi đâu đi đó có tấm quà tấm bánh. Với ông bà nhà vất vả chả được đi đâu. Hôm qua là con đi hội thảo trên tỉnh, thấy có cái khăn này đẹp, mua biếu bà cho ông đôi dép đi trong nhà. Nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện là cái sự biết ơn. Chúng ta hãy học được cái cách ứng xử nó có văn minh, ứng xử nó có lý có tình, đặc biệt là thể hiện cái lòng biết ơn đối với những bậc làm cha làm mẹ mà đang phải nai lưng ra chăm nuôi con mình. Thế còn ngay cả những bạn mà có điều kiện cho con được đi học trường quốc tế mà không muốn ở với bố mẹ mà, thì mình cũng phải có giải thích rõ ràng. Đừng có nói là chê. Nếu mà ở nhà rồi bà thì hư, rồi bà chiều cháu khéo không lại hư, thì sẽ rất là, nó sẽ khác hẳn với việc là thôi bố mẹ, con nghĩ bố mẹ cũng vất vả nhiều rồi. Bây giờ thì mẹ cũng còn khỏe, bố cũng còn chưa ấy lắm, thì ông bà dành thời gian nghỉ ngơi đi, thể dục đi, văn nghệ đi. Con thấy có cái lớp ở trên mạng là học hát dân ca đấy, mẹ đăng ký đi, không để con search con tìm cho mẹ đăng ký. Hay là ông đi cái lớp dưỡng sinh dưỡng xiếc gì đó. Đại khái là mình thể hiện đây là mình đang vì ông bà, mình không muốn ông bà chút gánh nặng lên cho ông bà, chứ đừng nói là để ở nhà để mà bà có biết dạy đâu, đi để người ta còn dạy tiếng Anh, người ta còn dạy kỹ năng sống, người ta còn dạy thế nọ kia múa hát, chứ ở nhà bà thì có khéo không lại suốt ngày xem tivi. Có thể thực tế nó thế nhưng mà chúng ta cũng nên có những lời nói nó cũng dễ nghe một chút. Dạ vâng ạ, nếu như mà các con biết có những đôi lời dành cho bố mẹ cũng như là cái sự biết ơn, thì ông bà cũng hết lòng mình để chăm các cháu, và vô hình chung là cũng đem đến những cái tình cảm thực sự rất là gắn kết mà lại tránh được cái mâu thuẫn. Nhưng tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề là mâu thuẫn cũng bị nảy sinh từ cái việc chăm cháu đó, nhất là cái việc mà mẹ chồng nàng dâu. Vậy thì xin anh có ý kiến trong vấn đề này ạ. Vốn vấn đề mẹ chồng nàng dâu bản thân nó đã là một vấn đề hơi nhạy cảm rồi, nó hay có xích mích rồi. Tất nhiên là kể cả mẹ đẻ với con gái cũng có thể có xích mích, nhưng mà mẹ chồng nàng dâu thường lại những mối quan hệ nó đã có sẵn, cộng với bây giờ lại liên quan tới việc chăm sóc con cháu nữa,
thì nó làm cho cộng hưởng cái sự mà mâu thuẫn. Đôi khi có những trường hợp là bà mẹ chồng là điên tiết là thôi thì đuổi cốt cút bố mẹ chúng mày, muốn đưa nhau đi đâu để ở, đi ra khỏi nhà cút, đuổi cả con dâu lẫn là bé đi, đi đi anh chị giỏi rồi thì bé đi đâu ở đâu tôi không cần nữa, bởi vì đã ấy là không biết điều. Ngược lại thì đã có những cô con dâu bức xúc quá với việc là bố mẹ cứ can thiệp vào cái đời sống của vợ chồng, đã gây sức ép với ông chồng, anh xem nào chứ có ý phải ở riêng chứ, cứ thế này thì em phát điên em không chịu được nữa. Thế thành ra cái người chồng ấy, tức là cái người đàn ông, một bên là bố mẹ một bên là vợ, như là một nạn nhân đứng giữa hai làn đạn, chẳng biết là biết xử lý thế nào. Thế nên nhiều người nó cứ bị bòm bòm cả hai phía rồi rất là khổ, rất là tội, đúng không? Tôi nghĩ rằng là trước hết ở phía những người lớn tuổi, mình hãy xác định chúng ta chỉ ra tay khi con cháu nó có lời nhờ. Thế còn thì con cái nó đã tự lo được thì trước hết đấy là điều rất là đáng mừng. Bởi vì mình đã cho con cái học hành trưởng thành, nó có ý thức, nó mới tự lập được như ngày hôm nay. Đấy là một phần công sức của mình rồi. Tuổi cũng chưa cao lắm thì mình phải biết mình hưởng thụ, mình phải biết mình sống cho nó vui, giữ gìn sức khỏe. Khỏe này, vui này, ít bệnh tật cũng chính là đã đang giúp con cháu để nó yên tâm, nó đi kiếm tiền. Chứ mà nay bố ho, mai mẹ lại vào viện thì rồi cũng làm ảnh hưởng khổ đến các con nhá. Mình chơi, mình vui, mình tự chơi với nhau, mình không chăm cháu để mình giữ gìn sức khỏe và giữ gìn tinh thần của mình. Đó chính là đã giúp đỡ con rồi đấy ạ. Vâng ạ, và rõ ràng là có rất là nhiều những lời khuyên đến với các ông các bà. Thế nhưng tuy nhiên thì vẫn còn có những ông các bà thấy rằng là mình vẫn còn rất là khỏe, lại còn thêm nhiều kinh nghiệm nữa, và lại thích chăm cháu và coi đó cũng là một cái thú vui tuổi già. Đó, và thực sự thì rất là mong anh có những chia sẻ đối với các ông các bà. Đây là một nghĩa vụ và trách nhiệm rất lớn. Đến xã hội còn lo, các cô mầm non cũng phải học được đào tạo để mà chăm sóc dạy dỗ, chứ đâu có phải là cứ bản năng mà được. Cho nên là đừng ai nói rằng là đây là một thú vui nhá. Chúng ta còn nhiều thứ vui ở ngoài đường hơn, mà nếu không kể cả ở nhà mà ông nào biết làm thơ lên mạng, tham gia câu lạc bộ thơ người cao tuổi ở trên mạng ấy, thỉnh thoảng người ta đi tổ chức gặp mặt offline xong rồi nhận cái giấy khen là được có người đăng nhiều thơ nhất lên trang ấy, cũng vui mà, mình làm cho mình vui. Thế thì cái việc nhất, cái việc thứ hai nữa là sử dụng cái thời gian rảnh rỗi của mình cho nó có ích hơn. Có những bác nghỉ hưu rồi mới là công hiến thực sự. Trước đây bác đi làm vì bác bị cuốn vào các hoạt động công chức, nay họp mai hành ngày kia kiểm điểm. Nhưng từ ngày về hưu, bác hay đi tham gia, bác mà dùng đúng bằng cái chuyên môn của bác ấy, bác tạo ra được cái giá trị lớn hơn cho xã hội. Bác lại có tiền, lúc ấy bác còn cho con cháu tiền cơ. Thôi ta ông bà không chăm được, nhưng mà ông vẫn còn khỏe, ông đang đi làm, ông tham gia cái nghiên cứu công trình khoa học. Bà thì còn vẫn bây giờ đang được người ta mời làm cộng tác viên cái nọ kia, ông bà có tiền, biếu cháu, quá hay. Thôi coi như là ông bà không bế cháu, không chăm được cháu, nhưng mà hỗ trợ chúng mày tiền để gửi trẻ. Quá tuyệt vời. Mình biết sử dụng cái gì đấy mà nó hài hòa lợi ích của cả đôi bên. Dạ vâng ạ. Và cũng có những trường hợp đó là các gia đình thì cũng thực sự rất là chưa có đi nhiều cái điều kiện và rất cần đến cái sự mà chăm nuôi của ông bà đối với con cháu của mình. Thì anh có cái đóng góp ý kiến gì đối với các thế hệ ạ? Đúng là hiện nay vẫn còn khá nhiều những gia đình mà đôi vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc mà cần ông bà lắm. Nhà nó vẫn chưa mua được riêng. Kể cả lương hai vợ chồng thì cũng chẳng phải là nhiều để mà có thể thuê giúp việc hay là gửi nhà trẻ tư, rất cần ông bà. Thế ở đây thì tôi nghĩ rằng là khi đã cần nhau thì chắc chắn nó phải có chấp nhận cái sự khó chịu, chấp nhận cái sự ràng buộc nhất định. Đôi bên cần phải học kỹ năng chung sống. Chúng ta nếu mà để ý thì Bích Thảo sẽ thấy rằng là vào bất cứ một cái trường học nào bây giờ nó cũng có cái câu khẩu hiệu là học để biết làm, học để chung sống, học để tự khẳng định. Bốn cái mục tiêu, bốn cái trụ cột của giáo dục của thời đại mới. Và trong đó riêng cái giáo dục là học để chung sống đã là một cái phần nó quan trọng đến mức độ nào. Vì chúng ta chẳng ai sinh ra sống một mình cả. Lúc có bạn thì cũng phải chung sống với bạn, có người yêu thì phải học cách chung sống với người yêu, lấy nhau rồi thì chung sống với vợ, với chồng, với các con. Nếu gia đình đa thế hệ thì cũng phải chung sống với các thế hệ với nhau. Thật ra nói đến kỹ năng chung sống thì có khi phải nói đến mấy khóa học mới hết. Thế nhưng tôi chỉ muốn điểm lại một vài thứ thôi ạ. Cái việc thứ nhất là không bao giờ ích kỷ, không bao giờ lấy mình làm trung tâm, đừng bao giờ cho mình là đúng nhất. Đừng cậy rằng là tôi phần này tuổi đầu rồi,
tôi nói thì mọi người phải nghe, rồi con nó có ý kiến gì mà cứ bố cứ quát lên là trứng khôn hơn vịt. Thật ra thì trứng bây giờ nó khôn hơn vịt là chuyện bình thường, đúng không? Ngày xưa các cụ cũng còn nhận ra cái đoạn con hơn cha là nhà có phúc. Mình mong cho con mình nó hơn mình, chứ mà nó lại cho đến bây giờ mình già mà mình nói mà con nó cũng gật đầu răm rắp để nó chấp hành thì nghĩa là nó không bằng mình, thế nghĩa là tụt hậu. Cho nên là luôn luôn xác định không phải lấy mình làm chuẩn. Cái việc thứ hai là trong tiếng Việt có một từ rất là hay, đó là nhún nhảy. Mình muốn nhảy cao thì mình nhún sâu. Ngày xưa chúng ta đi học phổ thông ấy, chúng ta quen với cái môn nhảy hố cát, đúng không? Ai muốn nhảy hố cát được 1,5 m, 2 m thì phải chạy lấy đà, nhún thật sâu với nhảy được cao. Thế thì trong cuộc sống gia đình cũng thế. Bà mẹ cứ nhún một chút. Thôi bây giờ mẹ thì cũng có tuổi rồi, cũng chẳng đi đâu, cũng chẳng biết gì mấy. Thôi các con cứ nghĩ thế nào, các con thấy đúng thì các con làm. Chính là mẹ đã đang nhún. Chứ còn cái để tao, chúng mày cứ thế này, chúng mày cứ thế kia cho tao. Cứ mà kiểu mang tính chất áp đặt thì con nó không nghe được. Thế mẹ nói, hay là ông bố thế thôi. Ôi trời ơi, thôi, bố mẹ về hưu rồi. Chúng các con thấy thế nào mà nó thuận, thế nào nó phù hợp thì các con tự quyết định. Còn bố mẹ thì gọi là bây giờ thì cũng các con hỏi ý kiến để mang tính chất tham khảo thôi. Mình cứ nhúng thế đi, rất là tốt cho mình, đúng không? Hay là đấy là người lớn, kể cả thế hệ sau thì cũng thế. Mình đang nhờ thì mình cũng phải có lời. Như ban nãy tôi nói rồi, luôn luôn thể hiện sự biết ơn trước mặt ông bà hay là với mọi người đến chơi thì phải khẳng định rằng là mình may mắn được làm dâu của ông của bà, mình may mắn là được nhờ ông bà còn khỏe cho nên mới rảnh tay làm điều A điều B, may thế cho nên có ông bà nên các cháu mới được sạch sẽ, không bị lang thang. Đấy là thứ nhất, là phải có lời. Người ta bảo không được ăn thịt ăn xôi thì cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Cái việc thứ hai đó là nói thế chứ không phải tham. Vật chất nó không phải là tất cả nhưng nó cũng góp phần quan trọng trong cái cuộc sống, xây dựng các mối quan hệ đi xa về gần, gọi là đồng quà tấm bánh. Bây giờ thì quà bánh thì đấy là mình hiểu một cách chung chung thế thôi. Đi công tác ra tỉnh ấy, mua tặng bà cái khăn dài, cho ông cái đôi dép đi trong nhà, cho ông cái đôi găng tay, bảo là con thấy nó cũng rẻ mà nó cũng vừa vừa màu, nó lại hợp với bà, quý lắm. Giá trị nó trả bao nhiêu, 50, 100, 150, nhưng mà nó trân trọng đấy, con dâu mua đấy. Đấy, như thế. Thế ở đây cần nhất là cái văn hóa ứng xử, cái khả năng mà mình biết người. Đừng bao giờ mình áp đặt đến cho người khác. Đừng bao giờ mình cậy làm bố làm mẹ thì mình quyết định tất cả, hay ngược lại là mình cậy rằng mình có học có hành mà mình lại cứ quyết định mọi điều mà mình bỏ qua những cái lời góp ý của bố mẹ. Dạ vâng ạ, vậy thì có thực sự rất là nhiều những cái chia sẻ rất là sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì với lời kết, một lời khuyên với chủ đề đó là người có tuổi nên thăm cháu hay chăm cháu, thì anh có cái lời khuyên gì đối với các khán giả đang theo dõi chương trình ạ? Nếu hoàn cảnh nó bắt buộc thì thôi cứ cả chăm cháu cả nuôi cháu. Nhưng nếu hoàn cảnh nó cho phép các con nó tự lập rồi thì tôi khuyên các ông các bà chỉ nên lâu lâu thăm cháu, chứ đừng ôm cháu suốt cả ngày, để cho con cái nó tự trưởng thành, nó tự lo toan cho cuộc sống của chúng nó. Mình chẳng thể sống mãi để hỗ trợ con cháu, đúng không? Và đặc biệt là dành thời gian cho bản thân mình, cho việc rèn luyện sức khỏe, rèn luyện tinh thần và chăm sóc cái người bạn đời đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua.